với IE1. Ngày 22 tháng 5, tập đoàn IE1 đã chính thức gửi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dừng hợp tác với YouTube. Thông báo này cho biết, thỏa thuận lưu trữ nội dung của ieah 1 net T với YouTube đã không còn hiệu lực. Vì thế, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành releasing, tạm dịch, giải phóng các kênh đang hợp tác với IE1 và các công ty con, bao gồm các kênh tự sở hữu vận hành, O và O và các kênh thứ ba từ ngày 22 tháng 5 năm 2019. IE1 cũng thông tin các quyền MCN, Manti, Channel Network của công ty cũng sẽ bị tạm ngưng không xác định thời gian. YouTube cũng cho biết, việc truy cập lại vào các quyền hạn này sẽ được xem xét trong tương lai. Trong lúc này, các kênh O và O và kênh thứ ba tự do có thể đăng ký lại chế độ kiếm tiền qua chương trình YouTuber Partnership Program, tuân theo quy trình kiểm duyệt của YouTube. Phía EA1 cũng cho biết sẽ làm việc với YouTube và các đối tác để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi. Đối với các kênh O và O, EA1 sẽ tiến hành các bước để đăng ký chức năng kiếm tiền bản quyền cho từng kênh. Đồng thời, tập đoàn này sẽ nỗ lực cải thiện hệ thống vận hành, làm cơ sở cho những thỏa thuận hợp tác hai bên trong thời gian tới. Sau khi chấm dứt hợp tác thỏa thuận lưu trữ nội dung, gọi tắt là CHSA, với YouTube, ie 1 cho biết tất cả các mảng kinh doanh khác thuộc tập đoàn cũng như hợp tác chiến lược vẫn tiếp tục được duy trì, phát triển tập đoàn này sẽ tập trung vào sản xuất, quản lý và tạo doanh thu từ nội dung thông qua quảng cáo trên nhiều nền tảng trực tuyến và mục tiêu hướng đến xây dựng hệ sinh thái đa kênh lớn nhất Việt Nam. Trước đó tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019 của IE1, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn IE1 thẳng thắng thừa nhận rằng, việc chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung một phần nào đó có ảnh hưởng tới các bảng khác của IE1. Tuy nhiên ông này thông tin công ty đã ngay lập tức điều chỉnh chiến lược trong trường hợp diễn biến xấu nhất. Cụ thể, khi sự cố xảy ra, ban giám đốc đã điều chỉnh tập trung nguồn lực xây dựng các kênh do IE1 sở hữu và tự vận hành. Tính đến thời điểm hiện tại, IE1 đã xây dựng kênh Nickelodeon, Nickelodeon Việt Nam, Nickelodeon Thái Lan và những kênh phim hợp tác với TVB. Ông Tống cũng thừa nhận trước các cổ đông, mặc dù mảng này đạt được nhiều thành công nhất định, nhưng bên cạnh đó, trong một ngày, lượng nội dung mà hệ thống YouTube của IE1 đăng tải lên khoảng 400 giờ nội dung mới. Khi phát triển nhanh quá thì hệ thống vận hành và quản lý sẽ phát xuất hiện nhiều vấn đề rủi ro tiềm ẩn và đối mặt với những vấn đề mà mình chưa lường trước được. Khi gặp sự cố, tôi nghĩ đó là một bài học tốt nếu muốn mảng này tiếp tục đi xa, phải nhìn thấy tất cả những yếu tố rủi ro của ngành này, khi có những bài học đó thì chắc chắn IE1 sẽ phát triển bền vững và xa hơn, để phát triển ra thế giới, không phải chỉ là MCN mà còn là những kênh mà mình có và tạo ra những nội dung để phát triển được ở thị trường thế giới, ông Tống nói. Do đó Kế hoạch tăng trưởng năm nay của IE1 đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 18 tỷ đồng, chỉ tăng 10% so với năm 2018. Mục tiêu này giúp công ty đi chậm lại để chắc chắn và các năm sau có động lực để phát triển tốt hơn. Chỉ tiêu trước mắt là như thế, nếu khắc phục nhanh hơn thì chỉ tiêu của năm nay cũng sẽ có điều chỉnh theo hướng tăng lên, ông Tống nói thêm. Gia Hưng